Chào các em học sinh thân mến. Làm thế nào để có thể lấy trọn 3 điểm phần đọc hiểu trong đề thi ngữ văn ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và trong các kỳ thi khác đây? Thì hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng bàn luận về câu hỏi này. Để có một kết quả tốt như vậy phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố các em ạ. Trong đó, phương pháp học đóng một vai trò rất quan trọng. Ngay bây giờ, thầy sẽ giới thiệu với các em một phương pháp học hiệu quả trong dự án dạy học trực tuyến bằng sơ đồ tư duy của Fanpage Học Văn Văn Học và Ngữ Văn Chí Bằng. Sơ đồ tư duy là một phương pháp đã được đưa vào giảng dạy ở các môn học khác và dĩ nhiên nó đã cho thấy được hiệu quả thực sự của nó. Và hôm nay, với môn văn, thầy sẽ áp dụng phương pháp này để làm một đề đọc hiểu trong cuốn Đột phá Mind Map của thầy giáo trẻ Trịnh Văn Quỳnh. Thì trước khi bước vào làm đề thì thầy sẽ nhắc lại sơ qua về cái sự phân hóa của đề đọc hiểu ha. Một đề đọc hiểu sẽ chia làm 4 mức độ. Thứ nhất là nhận diện, thứ hai là hiểu, thứ ba là vận dụng và thứ tư là vận dụng cao. Vậy thì ở phần nhận diện mình sẽ nhận diện cái gì đây? Thường đề sẽ yêu cầu chúng ta nhận diện về phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, nội dung chính, vân vân. Ở phần hiểu, đề đòi hỏi chúng ta phải tư duy để trả lời các dạng câu hỏi, ví dụ như là câu hỏi vì sao, ý nghĩa của một câu văn, của một đoạn văn. Tiếp theo là ở phần vận dụng. Phần vận dụng thường yêu cầu chúng ta đưa ra nhận định đánh giá về một vấn đề. Và cuối cùng là phần vận dụng cao, thường là viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu. Và để hiểu rõ hơn về cái sự phân hóa của đề, thì thầy trò chúng ta sẽ bước vào là một đề đọc hiểu ha. Thầy sẽ chọn một ngữ liệu ở trong cuốn Đột phá Mind Map ngữ văn 10. Bây giờ các em cùng thầy đọc ngữ liệu ha. Những ngón tay. Từ hôm đó tôi có thói quen ngắm nghía hai bàn tay của mình. Trước nay tôi chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Tôi sai bảo bàn tay làm cái này cái nọ, chép bài, gọt bút chì, gãy lưng, đấm nhau với tụi bạn, giật tóc con mật, đem chiếc ghế từ chỗ này sang chỗ khác và thường là tôi quên mất chúng. Bây giờ ngồi phơi nắng một mình ngoài vỉa hè, tôi mới có thì giờ ngắm hai bàn tay của mình. Có bao giờ bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn không? Nếu có lần nào bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy chúng thật ngoan, bạn không cần nói ra miệng. Bạn chỉ cần ra lệnh trong đầu thôi, chẳng hạn, đưa lên, bàn tay sẽ nghe lời bạn ngay tức khắc. Cả hai bàn tay đều đưa lên. Nếu bạn muốn cả hai bàn tay trái lẫn tay phải cùng nghe lời, nếu bạn muốn chúng nắm lại, chúng sẽ nắm lại. Bạn bảo, tụi bay đứng im, chỉ ngón tay cái được nhúc nhích thôi. Ngón tay cái sẽ nhúc nhích trong khi những ngón tay còn lại không dám cựa quậy. Bàn tay của bạn không bao giờ chống lại bạn. Nên người lớn thường sai bảo bàn tay làm đủ thứ việc. Từ những việc tốt như đóng cho tao cái đinh này, hoặc giặt cho tao chiếc áo kia, đến những việc không tốt như bóp cò súng hay kích nổ một quả bom. Nếu bạn là trẻ con thì chắc bạn cũng làm như tôi, thỉnh thoảng vẫn làm, tức là sai ngón tay ngoáy mũi hay sai nó bẹo cô bạn học ngồi cạnh, tức là những chuyện mà ba mẹ và cô giáo tôi cấm ngặt. Nói chung, bàn tay chúng ta rất ngoan. Chúng thường nằm im, chờ chúng ta sai khiến, trong khi chúng ta chẳng hề thương xót chúng, thỉnh thoảng lại bắt chúng làm những việc nguy hiểm, khiến chúng bị trầy xước hoặc chảy máu rất nhiều. Trích Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Nguyễn Nhật Ánh. Và sau đây là hệ thống câu hỏi các em. Hệ thống câu hỏi sẽ có 4 câu hỏi chia đều ra 4 mức độ khác nhau như cái sự phân hóa một đề đọc hiểu mà thầy đã giới thiệu lúc nãy. Câu hỏi số 1 là nhận diện, số 2 thông hiểu, thứ 3 vận dụng và thứ 4 là vận dụng cao. Bây giờ thầy sẽ phân tích câu hỏi ha. Ở câu hỏi số 1, thì đề chỉ yêu cầu các em nhận diện về nội dung chính và phương thức biểu đạt của văn bản đó thôi. Ở câu hỏi số 2 là kiểm tra các em cái mức độ thông hiểu của các em qua dạng câu hỏi tại sao. Tại sao theo nhân vật tôi, nếu có lần nào bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy chúng thật ngoan. Câu hỏi số 3 là vận dụng nhưng mà ở vế đầu cũng ở mức độ thông hiểu thôi. Ở vế thứ 2 của câu hỏi số 3 này mới là vận dụng. Liệt kê ra những công việc mà nhân vật tôi đã sai khiến bàn tay làm theo ý mình. Thì đơn thuần là liệt kê, tức là kiểm tra cái mức độ thông hiểu của các em tới đâu. Qua đó anh chị thấy nhân vật tôi là người như thế nào? Chính là yêu cầu các em trình bày thái độ của mình hay là trình bày ý nghĩa của một cái đoạn văn. Ha. Câu hỏi số 4 là câu hỏi vận dụng, yêu cầu các em viết một cái đoạn văn ngắn khoảng từ 5 đến 7 dòng. Anh chị suy nghĩ như thế nào khi nhân vật tôi cho rằng người lớn thường sai bảo bàn tay làm đủ thứ việc, từ những việc tốt đến những việc không tốt? Ha. Và đây là hệ thống câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần quan trọng nhất,
Đó là phần hướng dẫn làm đề đọc hiểu bằng sơ đồ tư duy. Và bây giờ thầy sẽ dùng sơ đồ tư duy để mà định hướng các em giải một cái đề đọc hiểu. Được không? Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ một sơ đồ tư duy từ đề đọc hiểu lúc nãy. Để vẽ được một sơ đồ tư duy thì trước tiên chúng ta cần chọn một điểm trung tâm, sau đó chia đều ra làm 4 nhánh khác nhau tương ứng với phần thứ nhất nhận diện, thứ hai thông hiểu, thứ ba vận dụng và thứ tư là vận dụng cao. Từ mỗi nhánh ấy, chúng ta sẽ vẽ ra nhiều nhánh nhỏ khác nhau tương ứng với câu trả lời của mình. Thầy sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Em hãy xác định nội dung chính của văn bản và phương thức biểu đạt chính. Vậy thì câu hỏi này nó sẽ chia làm hai vế, đó là nội dung chính và phương thức biểu đạt chính. Ở phần câu hỏi nội dung chính trong văn bản này là gì? Đó là những ngón tay. Những ngón tay đó luôn ngoan và nghe lời, có thể làm điều xấu hoặc là điều tốt. Thứ hai là câu hỏi về phương thức biểu đạt. Phương thức biểu đạt chính nha. Các em lưu ý là phương thức biểu đạt chính ha, là chọn một phương thức biểu đạt duy nhất thôi. Vậy phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản này là gì? À, đó là biểu cảm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là lời độc thoại của nhân vật tôi, qua đó thể hiện tư tưởng tình cảm của mình. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi số 2, nhánh thứ hai, đó là thông hiểu. Tại sao theo nhân vật tôi, nếu có lần bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy chúng thật ngoan? À, đối với câu hỏi tại sao thường thì mình sẽ lý giải rất là nhiều, nên mình có thể sẽ vẽ ra nhiều nhánh khác nhau để cho nó rõ ràng mạch lạc các em. Thầy đọc đáp án. Bởi vì bàn tay luôn làm theo ý của con người sai bảo nên nó ngoan. Từ việc cực nhọc nhất cho đến việc nguy hiểm, bị trầy xước mà không hề cai tháng và chỉ cần ra lệnh trong đầu, lập tức nó thực hiện. Đó, thì từ đó chúng ta suy ra được đó là bàn tay ngoan trả lời cho câu hỏi tại sao. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ ba, đó là câu hỏi phần vận dụng. Liệt kê những công việc mà nhân vật tôi đã sai khiến bàn tay làm theo ý mình. Qua đó anh chị thấy nhân vật tôi là người như thế nào? À, ở phần vận dụng, câu hỏi này nó cũng sẽ chia làm hai vế khác nhau. Thứ nhất là liệt kê ra những công việc mà nhân vật tôi đã sai khiến bàn tay làm theo ý mình. Rồi ở vế thứ hai, đó là qua đó anh chị thấy nhân vật tôi là người như thế nào? Thì đầu tiên là mình liệt kê ra việc mà nhân vật tôi đã sai khiến, đó là chép bài, gọt bút gì, gãi lưng, đấm nhau với tụi bạn, giật tóc con mận, di chuyển cái ghế, ngoáy mũi hay ghẹo cô bạn, học ngồi canh, vân vân. Chúng ta sẽ chia ra nhiều nhánh nhỏ khác nữa. Được không? Rồi tiếp theo, tới ý số 2. Qua đó, anh chị thấy nhân vật tôi là người như thế nào? À, tức là mình trình bày cái thái độ của mình, cái cách nghĩ của mình đối với nhân vật tôi trong văn bản. Thứ nhất, nhân vật tôi là người rất là trẻ con và trong sáng. Thứ hai là thích thú với việc điều khiển bàn tay. Thứ ba là cũng chính từ cái việc thích thú trong việc quan sát của mình thì nhân vật tôi cũng thấy được một cái suy nghĩ, ra được một cái triết lý rất là sâu sắc, đó là bàn tay luôn làm theo ý nghĩ của con người. Được không? Chúng ta cùng bước vào câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 là anh chị suy nghĩ như thế nào khi nhân vật cho rằng người lớn thường sai bảo bàn tay làm đủ thứ việc, từ những việc tốt đến những việc không tốt? Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng. Để viết được một đoạn văn từ 5 đến 7 dòng thì mình cũng cần chia ý bố cục ra cho nó mạch lạc ha. Tương ứng với ba nhánh, thứ nhất là nhận thức, thứ hai là tư tưởng, thứ ba là hành động. Nhận thức tức là mình hiểu như thế nào về vấn đề được nói đến trong văn bản. Vấn đề được nói đến trong văn bản đó là bàn tay luôn làm theo mệnh lệnh của con người. Từ đó chúng ta mới suy ra được rằng ý nghĩ mới đóng vai trò quyết định, chứ không phải là bàn tay. Từ đó chúng ta cũng rút ra được bài học tư tưởng là gì? Chúng ta nên dùng bàn tay vào những việc tốt sẽ được ca ngợi và trân trọng, lợi dụng nó vào việc xấu sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thì từ việc mà chúng ta hiểu vấn đề đó như thế nào thì chúng ta sẽ rút ra bài học hành động. Thì cái hành động của bàn tay như thế nào, đó là do cái suy nghĩ của con người. Cho nên chúng ta cần điều khiển cái suy nghĩ của con người trước đã, đó là nuôi dưỡng ý nghĩ tốt đẹp để có bàn tay làm việc tốt, vân vân. Được không? Cũng cần đấu tranh với những cái xấu, với những hành động xấu và suy nghĩ xấu. Thì đó là cách vẽ sơ đồ tư duy đối với đề đọc hiểu. Việc ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc học văn nó sẽ giúp cho các em trình bày ý theo hệ thống một cách rõ ràng, mạch lạc, không sót ý. Thêm nữa, nó sẽ giúp các em biết cách chọn lọc những từ khóa quan trọng để lưu lại trong trí nhớ và không cần mất nhiều thời gian. Bài giảng hôm nay kết thúc tại đây.
Các em đừng quên like và share video này, đồng thời tag thêm 3 người bạn vào để nhận được những video phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học tiếp theo nhé. Thân ái, chào tạm biệt các em.